Nên là giống như ông Hùng ông hay bảo, mẹ không, cái vườn không thụ phấn thì đẹp, cái vườn thụ phấn thì nó xấu. Vì bà vợ bà vào và cái thụ phấn bà quét nó rất chi mạnh thì câu chuyện ở đây nó không giải quyết được. Nên là cái việc nếu như nó có phương pháp, ví dụ như trong cái giai đoạn mà sổ nhị á, anh đẩy cho em hàm lượng bo thật là cao à, để cho cái nhụy nó sổ sớm thì nó không bị ảnh hưởng. Xịt trực tiếp vào bông luôn đó. Xịt trực tiếp vào bông, vào lá luôn. Vâng, xịt nhiều. Bo trong giai đoạn nó rất tốt, không có quan trọng gì hết. À, thì nó đỡ bị đi. À, sổ nhị nó sẽ đẹp hơn rất nhiều. À, và hơn nữa là mình nhớ cái giai đoạn đấy là các bác phải ngắt nước, ngắt nhấp nhẹ thôi, luôn luôn là trong trong cái khu vực này là vẫn phải có độ ẩm, nhưng mà nhẹ thôi. Nếu như cái vườn này của anh để cái giai đoạn mà sổ nhị anh để được cái lớp cỏ này nó cực kỳ tốt luôn. Vậy hả? Đừng. Vậy mà chứ phải cào sạch luôn. Không không, cào là chết. Sạch luôn. Cào là chết nên cái mật đấy, độ trái của mình nó bị, may là nó chưa bị sốc nước sốc nhiệt cái giai đoạn cào nắng. Cào sạch cái đợt bông đầu tiên á, hết. Dụng hết đúng không? Dụng hết. Đấy. Đây là toàn bông. Nên là cái giai đoạn đó, nhớ cho em cái giai đoạn mà làm hoa phải để cỏ. Để cỏ. Vì mình là mùa khô, để cỏ, để mục đích đúng để cỏ để làm gì cho nó có độ ẩm, nó có nước, nó giữ nhiệt độ nó hơi giảm sắp sắp vì cái mùa đấy nó khô nhiều mà. Nó khô nhiều ấy anh. Thì anh cứ để đấy, thì nó cái chân đất này nó không khô. Kể cả mình chọc xuống một tí nó vẫn có độ ẩm. Có độ ẩm. Và mình tưới nước sơ cái là được. À, và khi mà đang nắng như vậy mà có một cơn mưa bất chợt thì cây nó không bị sờ chét, nó gọi là nó bị cây nó gọi là sờ chét, là sốc nước sốc nhiệt, gọi là sờ chét của cây, là trong cái điều kiện bất lợi thì cây nó bị rụng sinh lý, nó đào thải hết các cái khớp từ lá từ trái đó. Chứ không phải như riêng mình trái đâu, nên là phải để ý giai đoạn là đừng có đánh cỏ. Mùa mưa này đánh cỏ ok cho nó thoáng đỡ nấm, nhưng cái giai đoạn bắt đầu chuyển sang mùa khô cứ để cỏ đấy, mà có cắt thì cắt phớt phớt bên trên cho em. Anh hình dung ạ. Rồi xong mình tưới để cho cỏ. Cào cho nó sạch sẽ. Năm nay là em cứu rất nhiều vườn là vì cái việc đánh cỏ. Khi không đánh cỏ thì nó cái hiện tượng sốc nước sốc nhiệt nó nhẹ rất là nhiều. Và giai đoạn đó là anh bổ sung cho em canxi và bo là nó sẽ chống sốc cho cây tốt hơn nữa, giống như tăng cái sức đề kháng lên thì nó không bị rụng. Cái câu chuyện nó rụng sinh lý đấy nó vẫn rụng bình thường, nhưng mà nó rụng hết thì nó là khác.